Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với anh Như Khánh em ơi. Ngày và tiếp tục video này, Khánh sẽ soi đồ của Light Afternoon. Ông này cũng đánh kim trong bàn, cũng tốt, giữ dành trong bàn liên tục em ơi. Và theo Khánh ấy thì ông này đánh đến cái giai đoạn mà dạng như là quét được nhà đó nè. Ông gì tập kích, ông chặn tập kích em ơi. Thì ngày hôm nay ông giết được là 399 mạng và tử vong 18 và liên chạm 89. Chúng ta cũng soi sắc đồ của cầu thủ này thì như thế nào nè. Cũng chắc chắn là một chỗ đang em ơi. Anh này là như là khoảng 95-96 rồi đó. Anh cũng xem sắc đồ này. Tại là một set đồ đang có một cái nón 530. Rồi, một cây vũ khí 520. Hiện tại đang có 50-500. Đó. Một dây chuyền kháng loi 15. Một áo không phục hồi luôn. Giả lòng này đứng chặn tập kích chắc rồi nè mày. Chứ không thể nào mà đứng mà đi giao tranh mà không có điểm được. Với cái áo không phục hồi nè, thì không thể nào mà giao tranh nổi nè. Thì theo khả nghĩ ông này chắc chắn đi chặn tập kích rồi. Cũng khá là hiệu quả. Một cây bao tây kháng hỏa 11, chống 30. Một ngọc bội kim, một đai lưng chóng 30, một ngọc đai lưng chóng 20. Thì hiện tại hai cái này sẽ được cái sinh lực cao ngon này, kèm với đai lưng chóng 20, kèm với bao tay này thì kim chắc là vậy. Ok, thì nói chung thì đầu tiên thì xin sơ qua thì chúng ta thấy thì ad này vẫn đang đặt cho mình đó là 80 chóng này, đai lưng này, nhẫn này, bao tay này thì có cho mình 80 chóng. Lượng kháng thì không có, để nhìn sơ qua thì lượng kháng của ad này chỉ có 11 kháng hỏa từ cái bao tay này, còn lượng kháng loi thì được từ gia chim 15 và cái này 19. Đó, chỉ như vậy thôi. Thì theo cái hướng đánh của ạc này thì Khải nghĩ là chỉ việc là đứng chặn tập kích thôi. Tại vì lúc mà mình giành được vị trí nhà của người ta á, thì chắc chắn ổng đang cho ông em ơi trưởng hay là đường môn tiểu lý này nọ, ổng đứng chặn tập kích thôi. Nên ngày hôm nay Khải đợi là ổng đánh mấy ngày hôm nay thì đa số là Khải thấy khá là tốt, khá là nhiều. Thì giờ bây giờ nhìn sơ qua sơ đồ chúng ta cùng thấy thì cùng hiểu thì chắc chắn bên em một điều là ạc này là chỉ đánh việc là chặn tập kích thôi, chứ không thể nào giao tranh đi tăng 5 năm giống vậy của Khải. Khải di chuyển lên, di chuyển xuống, rồi cánh trái, cánh phải, cánh 9 giờ, 3 giờ được. Nhìn vào là biết rồi. Nói chung là set đồ này cũng khá tầm trung, không gì là lợi hại nào, mà nói chung là vẫn đặt mốc là 80 chậm. Quên sao đi nè, 40 chậm và 80 chón thì với hiệu ứng như thế này thì đủ dư sức đánh VK tổng kia rồi nè. Đó, hiện tại server đã hết set đồ kiểm phong, thì set đồ này cũng gọi là khá là tương đối rồi mà. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho like afternoon, một like chia sẻ ủng hộ cho video nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha mọi người. Sau khi kết thúc trận thông kim thì anh em thích soi cầu thủ nào, Khải sẽ soi tiếp tục anh em xem nha.